Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kỳ đông luôn cả nhà ơi. Không còn chỗ ngồi luôn, nhiều người phải đứng luôn đấy cả nhà. Cả nhà có thể thấy là sức ảnh hưởng cũng như là sự yêu mến của tất cả mọi người dành cho cô Nguyễn Phương Hà rất là nhiều ha. Không những là những cô chú anh chị ở Đại Nam mà tất cả ở mọi miền, từ miền Tây, có những người ở Cà Mau, An Giang rồi xuống là cả nhà. YouTuber thì cũng phải trên 100 người như em biết ha. Đây một người đang ngồi xuống cái đất ăn này thì rất là thương vì không còn chỗ để ngồi ăn luôn đấy cả nhà, không còn chỗ luôn á. Người rất là đói, rất là khát, ngồi ăn uống đủ kiểu. Hiện tại thì trời rất là nắng luôn, cho nên mỗi người phải mang một cái ô, một cái đồ ha, không thôi sẽ không chịu được cái nắng ở đây. Đây, xa xa là các bạn ghi hình của cô Hằng ha. Rất đông luôn, đông quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.